Hóa như thế, những người họ bất đồng, họ bất mãn, họ nói như vậy. Nhưng mà nếu mà đảng mình, nhà nước mình không có mục tiêu đúng đắn, không có những người tốt thì không thể nào có được cái cơ ngơ hôm nay. Dạ. Phải nói như thế, là vượt lên được những cái đó. Thì cho nên anh em mới ngồi nó đi rồi nó lại. Thì chính cái tâm trong sáng đó, cái mục tiêu trong sáng đó, nó đã chiến thắng. Và hiện nay thì rõ ràng cái đây là trở thành xu thế rồi. Mình rất là đáng mừng. Thì tôi thấy rằng là phải nói rằng là những cái luận điệu của thực ra với chị, những người ở trên chỉ ở trong số người trong phố thôi, rồi có điều kiện họ đọc trên mạng là những mạng xã hội, họ nói theo mạng xã hội. Chứ còn tôi làm giáo dục, tôi đi hết cả tỉnh này, như một cái phường này, thế nhưng mà tôi đi hết tỉnh này, 246 xã của tỉnh Quảng Nam tôi đi hết, sát biên giới Lào, từ giáp với Thừa Thiên mà dọc theo cái biên giới Lào, từ Thừa Thiên Huế giáp đến Kon Tum là 66 xã biên giới tôi đi hết rồi. Thì bây giờ đến tận cái xã biên giới cách cái Tâm Kỳ này gần 350 cây số, bằng hơn đi ra Quảng Bình, nói gì thế. Nhưng mà già của biên giới đó là trường hạ tầng hay một cái bản ở trong sau trong rừng, cách cái đường nhựa đến 50 cây số thì cũng có một cái phòng học ngó kiên cố. Có một cái thầy là anh A Lăng Trung, anh người dân tộc Cơ Tu, anh dạy cái lớp đã có 5 đứa học trò mà lương anh tháng đến 8 triệu đồng. Mà cái lớp có 5 đứa học trò nữa là có trăm lớp như thế, nhưng cả giờ có biên giới đó. Mà nếu không có cái tâm trong sáng, cái đầu tư mà hết mình lấy sức của nhà nước thì làm sao có đó. Bây giờ thì hầu hết trên đó các xã đó đều có điện, có đường, có trường học. Và mình vào trong đó thì mình cũng được đi kiểm tra, đi thăm lớp, thăm trường, cũng có được điện, cũng có được nước đó để uống, có được tivi để xem. Thì cái điều đó là phải nói là cái công sức rất lớn chứ. Tôi thì tôi không có tham gia chi nguyện hết, nhưng mà thật ra thì cái từ nguyện đó là chính xác thôi. Bởi vì anh là quốc gia là pháp dựng lấy, anh không có quyền hành gì hết. Rồi anh lấy quốc gia nên đổi ra thành Việt Nam Cộng Hòa. Và toàn bộ quân chức hàng trung ương với tướng tá tướng lĩnh là toàn bộ là pháp đào tạo hết, là quân chức của pháp hết. Có những ông tướng không nói tiếng Việt được mà, nhưng ông Tông Thất Đính ông đâu có nói tiếng Việt được. Ví dụ như Trần Văn Đông là những cái ông tướng mà sau này làm thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đó, là mà chân nguyện là các không có thật, cái người ta dựng lên thì chính cái kia nó là pháp dựng lên. Và anh ông Ngô Đình Diệm Mỹ đưa về nó chiếm cái này. Thì Ngô Đình Diệm là chị biết không, năm 1945 nó là ông là ông Ngô Đình Diệm nói là bất mãn với Bảo Đại rồi, mới chạy sang bên ủng hộ cho Cường Đế. Hy vọng rằng khi Nhật mà chiếm được cái Việt Nam Đông Dương rồi thì ổng sẽ đưa mình về làm thủ tướng. Nhưng không ngờ là không đưa Cường Để về mà là chọn Nga Bảo Đại. Và chọn Bảo Đại và chọn Trần Kim. Cho nên không, ảnh không, Ngô Đình Diệm không được làm thủ tướng. Cho nên Ngô Đình Diệm mới bất mãn, mới chạy sang Vatican. Thì nhờ Mỹ nuôi và sau đó Mỹ là đưa về. Thì ngày 6 tháng 6 năm 54 đã về Pháp rồi để làm thủ tướng thao cho thủ tướng Bảo Lộc của quốc trưởng Bảo Đại. Và khi 20 tháng 7 năm 54 mới ký hiệp định Rene, thì ngày 7 tháng 7 thì Ngô Đình Diệm đã về miền Nam đây rồi, tiếp quản rồi. Cho nên ở miền Nam này hồi nhỏ tôi được nhà trường dạy cho mình học cái bài là chi, là cái bài là cái từ là ngày song thất. Cái ngày song thất là thành một ngày lễ, là ngày 7 tháng 7 là ngày cụ Ngô về nước. Rồi đến 23 tháng 10 năm 55 thì trong trường cũng được học cái là 23 tháng 10 Bảo Đại dân trước Ngô, cụ Ngô tình nhiệm tổng thống Mông Nam.
từ na đời trăng sáng, tức là dạ cho sinh hết các bà như thế. Cũng cho Việt Minh là cần sẵn là có nanh có đuôi rồi là cũng mỏ. Thì giáo dục như thế thì tự nhiên là cái lớp trẻ đó nó nhập tâm như thế, rồi sau này nó sợ là đúng đâu. Nhưng không biết gì hết nhưng vẫn cứ sợ. Sợ là như thế. Rất cảm ơn anh. Nhân nói về cái nền giáo dục của thời chế độ cũ ấy, thì ngày đấy thì đi học có phải đóng học phí không anh? Ngày đó thì cái giáo dục nó rất rất ít, cái số lượng nó rất ít, nó chỉ dồn là trong những vùng vùng mà chính quyền quản lý, đô thị mà chính quyền quản lý, chứ vùng nông thôn thì xa xôi thì không có trường lớp lắm. Cho nên là đi học ở tiểu học thì không có đóng học phí. Học trung học thì mấy cái trường mà tỉnh học á, trường cộng đồng thì không đóng học phí. Và ở trong thành phố Tâm Kỳ này chỉ có một cái trường công, là hai cái trường nữ và cái trường nam là không đóng học phí. Nhưng mà đến nam có trường tư là phải đóng học phí. Cái trường tư công là được hưởng cái kinh phí viện trợ của Mỹ cho nhà nước Việt Nam, là chi phí trong cái gì kinh phí giáo dục. Đấy là lên đến từ lớp mấy đến lớp mấy hay là cho hết cả phổ thông rồi? Hết phổ thông. Thì trong cái quận Tâm Kỳ lúc đó là bây giờ thành phố Tâm Kỳ thì chỉ có hai trường thôi, một cái trường nam và một trường nữ là được bao cấp. Còn các hầu hết là trường tư là phải đóng học phí. Như vậy là từ sáng đến giờ thì có thể nói là những cái thay đổi rất là chóng mặt. Lúc thì chúng ta ngồi với người anh hùng, siêu anh hùng. Lúc thì chúng ta ngồi với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ thì có vẻ như là tôi đang ngồi với một người dân thường và một người trí thức, học sinh sinh viên của một cái đô thị nhỏ, đó là thành phố Tam Kỳ. Mà trước kia thì chỉ là một là thị xã thôi, thị xã Tam Kỳ. Trước từ từ đã mặc phí lớn á. Và người học sinh của chúng ta đây thì học sinh sinh viên, vâng, anh là Trần Xuân Quang thì đang học dở năm cuối của đại học nhưng mà quay trở về quê hương khi mà giải phóng và đã được chính quyền của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mời ra để làm giáo dục, để dạy học, và anh đã ở và phục vụ cái nền giáo dục cho đến lúc về hưu. Về hưu cách đây vài năm. Anh Quang, anh có thể cho biết là cái thời gian mà anh đang học đại học thì nó cũng chính là cái thời mà học sinh sinh viên của các đô thị ở miền Nam tranh đấu rất là mãnh liệt, rất là sôi động. Vâng, nó là những cái phong trào, và đặc biệt ví dụ như là ở Đà Nẵng thì từng có một cái phong trào mà nó còn vũ trang nữa cơ. Nếu mà em nhớ không nhầm, qua lời của các bậc tiền bối mà em tiếp xúc ở các đô thị miền Nam ấy, thì có cái phong trào đấu tranh, và cái phong trào đấy thì lại còn được được ngay cả binh lính Ngụy quyền Sài Gòn ấy là họ ủng hộ, và họ còn quay cả cái mũi súng về phía, quay súng về cái căn cứ của Mỹ để sẵn sàng là nổ súng nếu như mà có một cái lệnh nào đó mà họ nghĩ là họ làm cách mạng. Đấy, thì trong một cái bối cảnh như vậy thì anh có tham gia không? Và anh suy nghĩ gì về những cái hoạt động như thế? Thưa anh. Như tôi đã nói với chị là từ năm 64 trở đi, là sau khi cái chế độ nguồn diệm lật đổ rồi thì cái xã hội miền Nam nó rơi vào cái rối loạn, và cái phong trào mà trước hết là phong trào đấu tranh của sinh viên Phật giáo, người ta Phật giáo là họ đã bị đàn áp rất là khốc liệt. Chỉ biết là ở Huế là xe thiết giáp đã cắn chết 13 Phật tử, mà bây giờ còn cái tượng đài cái đầu cầu Trường Tiền. Thì từ đó cái phong trào Phật giáo nó đấu tranh và đấu tranh. Sau đó thì có cái chính thể tiếp theo á, có cái
chính phủ tiếp theo người ta tiếp tục cũng đàn áp Phật giáo. Cho nên là cái phong trào sinh viên Phật tử đó tranh rất là quyết liệt, mà đặc biệt cái trung tâm là tại Huế có cái đại học, rồi nó lan vào Đà Nẵng là năm 65, rồi đến sinh viên nó đi vào chỉ đạo cho với cái trò vừa sinh học sinh của Tâm Kỳ. Lúc đó Tâm Kỳ chưa có sinh viên mà học sinh là mà có trường cấp 2, cấp 3 là cấp 2 là gọi là trường phổ thông đó, là hưởng ứng cái phong trào nó rất là rầm rộ và liên tục tổ chức những cuộc biểu tình. Tôi còn nhớ mà đã đảo đế quốc Mỹ, Mỹ hệ sau quốc của Việt Nam đó, nhất là sau năm 65 khi Mỹ nó bắt đầu nó vào Việt Nam Đà Nẵng đó, thì cái phong trào Đà Nẵng nó đứng dậy nó chống rất quyết liệt cộng với phong trào Phật giáo. Thì tôi nhớ là đã đảo Thiệu Kỳ Có, đã đảo đế quốc Mỹ, Việt Nam muôn năm, độc lập muôn năm mà đã đảo đế quốc Mỹ. Ngay cái lúc đó đã học sinh mình chưa biết gì ấy, nhưng mà đã tham gia cái cuộc biểu tình mà và có tham gia mà mình không phải là người tổ chức, mà cái anh cấp 3 đó, những anh mà lớp 12, lớp 10 đó, và có những cái thầy giáo như thầy Tần Hòa và Vũ Nguyễn Văn Bổng đó, ổng là tham gia phong trào đó, ổng tổ chức cho các sinh viên, rồi có nhiều thầy khác cùng với các anh sinh viên từ Đà Nẵng, từ Huế vào tổ chức cái cuộc biểu tình. Và đi biểu tình này, nhân dân hai bên đường phố rất ủng hộ. Và bọn hồi nó tu học lớp 6, lớp 7 thôi là đi theo hô khẩu hiệu là đã đảo. Rồi dân thì họ đem những cái cuộn vải á, cuộn vải, những cửa hàng bán vải á, là đem cuộn vải rồi họ tặng cho sinh viên. Họ đem sơn họ tặng sinh viên để viết khẩu hiệu, rồi cầm kéo đi và treo trên đường bằng rôn. Mà bằng đêm thì đi biểu tình, nhưng bằng ngày, bằng tối thì không được, bởi vì cảnh sát nó đàn áp. Còn đó là từ những cái năm 65, 66. Mà cái đặc biệt cái năm đó là cái phong trào rất mạnh, nó nổi lên khắp cái Huế, miền Trung này. Từ Huế, Đà Nẵng, Tâm Kỳ vào đây. Thì bên chính quyền của Việt Nam ngoài nó đàn áp rất quyết liệt. Nhưng mà trong đó thì có những cái đơn vị quân đội, đặc biệt là cái đơn quân địa, quân đội công binh đó, người ta ly khai, người ta ổng đứng về phía nhân dân, phía sinh viên học sinh, người ta đấu tranh. Và một cái đoàn công binh từ Quảng Ngãi kéo ra Tâm Kỳ thì bị cái lực lượng mà của chính quyền, của quân đội mà chính phủ á, nó đàn áp, nó chặn ngay cầu Tâm Kỳ. Và bọn tôi là học sinh Phật tử là phải bơi qua sông này đem cơm qua cho cái đoàn quân đó để họ ăn. Và khi cái đoàn quân đó là với khí thế mạnh cho nên kéo được tới Đà Nẵng thì lúc đó thì bị đàn áp rất mạnh. Và lính nhảy dù và lính thủy quân lục chiến của Nguyễn Văn Thiệu đưa ra Đà Nẵng ném bom và đưa thiết giáp ra bán tại chùa Tăng Ninh, và bán Nga từ Phước Tường bán ra. Và trong bọn tôi có hai người là bây giờ còn sống đó, còn nó là anh Lê Công Minh bên Đỗ Xuân Lập là bị thương, bị bắt và trận đó luôn. Sau này nó đòn ốp phong trào xẹp xuống và mấy anh nó bị ở tục, sau đó 3-4 tháng mới ra đó là bắt đi lính luôn đó. Thì cái giai đoạn đó là đúng như chị nói, tức là trong quân đội của Việt Nam ngoài có những người, những đơn vị rất là ủng hộ, đứng về phía nhân dân, họ gia nhập với cái lực lượng đấu tranh của sinh viên để ủng hộ sinh viên tới từ năm 65-66. Và sau đó thì khi đàn áp quá mạnh rồi thì cái phong trào nó bị lắng xuống. Nhưng riêng ở Huế thì từ năm 76-79-70 thì cái phong trào nó vẫn tiếp tục trong sinh viên học sinh. Khi tôi ra đó thì cái đúng y cái ngày khánh thành cái cầu, cái hôm khánh thành cái cầu Phú Xuân, cái cầu mới á, từ Quảng Trị chạy vào chị đi cái cầu mà trên phía trên cầu Trường Tiền á, thì lúc đó tôi nghe nói thật, tôi mới ra năm đầu tiên thì tôi năm 71 thì đang làm lễ, chuẩn bị làm cái lễ đà giữa cầu để cho Nguyễn Văn Thiệu ra các ban khánh thành ở cầu đó.
thì tối hôm đó toàn bộ sinh viên học sinh ở trường Quốc học và sinh viên Đại học Huế ra chiếm lĩnh ngân đà đã luôn, và biểu tình luôn, là coi như hủy bỏ luôn cái lễ khánh thành đó. Và cứ mỗi ban ngày là sinh viên lấy sơn viết khẩu hiệu lên trên tường dạp cái đường Lê Lợi á, từ trên ga mà chạy về tới đập đá dạp theo đường đó, thì hai bên tường á, sinh viên viết những khẩu hiệu đấu tranh. Buổi tối thì cảnh sát đi lấy sơn đen bôi ghi đen hết đi, cái xong mai sinh viên là viết rửa lại, cứ như thế liên tục như thế mấy năm liền, như thế cái vòng tròn đấu tranh quyết liệt như thế trong cái đô thị miền Nam đó. Và có những cái tổ chức những cái triển lãm mà tố cáo tội ác ở những vùng nông thôn, là lính Mỹ đốt nhà, lính Mỹ giết người, rồi cột người trên thiết giáp để mà kéo đi, rồi những cái bức ảnh như thế để triển lãm ngay trong những tổ chức những đêm không ngủ, đấu tranh rất là quyết liệt. Và khi đấy thì anh có tham gia không? Mình thì hưởng ứng thôi, nhưng có những, bởi vì trong trường nó cũng có nhiều cái tổ chức lắm. Mà sau này tôi mới biết là có những cái tổ chức do Thanh niên Lao động Việt Nam họ tổ chức. Rồi bên phẳng là đấu tranh đó, thì có cái tổ chức Đại Việt, cái tổ chức của dân chủ của Nguyên Thiệu, là ba bốn tổ chức như đấu tranh với nhau, thậm chí bầu cử tổng hội sinh viên mà cướp thùng phiếu mà đi quyết liệt như thế. Thì phải nói phong trào sinh viên học sinh đấu tranh sôi nổi lắm, từ Nam chí Bắc. Rồi mặc dù Tâm Kỳ là một tỉnh lẻ, cái thị trấn, cái tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Tiến, nhưng mà cũng sôi kha lắm. Cho nhưng mà cái phong trào hưởng ứng cũng rất là quyết liệt. Cảm ơn anh. Vâng. Như vậy là trong một buổi chiều ngay tại đây trên sân nhà của bác Lê Duy Ninh, thì chúng ta đã nghe cũng khá là rõ câu chuyện của những người dân ở nơi đây, các vấn đề chuyện xưa và chuyện nay, quan điểm về lính ngụy, từ ngụy, quan điểm về hòa hợp dân tộc, và cả là quan điểm về tham nhũng và xây dựng chính quyền nữa. Có lẽ là với cái tâm thế của những người dân luôn luôn muốn được xây dựng đất nước phát triển, thì những người dân ở Tam Kỳ này tôi thấy có một cái cách nói rất là thẳng thắn và cũng rất là bộc trực của miền Nam, rất dễ thương khi họ nói về tham nhũng và cách để nhân dân toàn tâm toàn ý đoàn kết xây dựng đất nước. Và tôi thấy họ cũng không ngại ngần gì, ngay cả với bác Lê Duy Ninh cũng rất là hồn nhiên khi bác nói rằng gọi là ngụy hay Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không có gì khác nhau cả, bản chất nó vẫn thế thôi. Thì có lẽ là cũng là những điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, hay như là cách mà cả bác Ninh cũng như là bác Quang phân tích, là những cái đối tượng nào thì chống đối và những cái đối tượng nào muốn xem xét lại, muốn thay đổi lại, gọi là số hàn học đấy, và cái thành phần nào thì họ có những cái tư tưởng như vậy, còn đại đa số nhân dân thì nhìn nhận như thế nào. Và tôi rất là tâm đắc với một cái quan điểm cho rằng anh em miền Bắc thì không hề biết đến cái cuộc sống của miền Nam trước đây đau khổ đến như thế nào, cho nên là mới có những cái tư duy như vậy. Thế còn một ý nữa cũng cho rằng chế độ rất là tốt, và trong thâm tâm thì người ta yêu chế độ. Tuy nhiên những cái tiêu cực hiện nay, ví dụ, tham nhũng, nhất là tham nhũng, ví dụ như tham nhũng, rồi quan chức, đúng không anh? Gọi là cái nạn mua quan bán chức. Mua đó. Dạ. Thì đó chính là những điều mà nhân dân rất là quan ngại. Và nếu như đảng, chính phủ mà giải quyết tốt được vấn đề này thì thực sự là lòng dân thì vẫn vững như bàn thạch, và vẫn yêu cái trong sáng của cái mục tiêu chế độ, và cũng rất là ủng hộ đảng để dẫn tới một cái cuộc sống mà phấn đấu cho
dân giàu nước mạnh. Có hai ý tôi muốn nói lại với chị. Dạ. Tôi nói những anh em của tôi là những người mà bận tôi đông là đi ra thành thị quân, bây giờ về sống chung anh em với nhau, ngày nào cũng đi uống cà phê. Dạ. Thì cũng nói với nhau rằng cái hàng của mình không có phân ngụy đâu, làm dạ. chi được cái ngụy. Ngụy là chỉ một cái chế độ, dạ. chế độ dân nước ngoài dựng lên, dạ. một. Cái thứ hai, những cái quan chức mà được pháp đào tạo, dạ. nó về nó cầm quyền ở từ trung ương kia. Dạ. Chứ cùng anh em mình, ngay như Bắc Ninh đây thì thật ra bị đi lính đi làm việc trong Ngụy chứ dạ. không phải là anh là Ngụy. Dạ. Dạ. Anh em mình bị bắt đi lính được trở thành cho làm cuộc sống lúc đó là phải như vậy chứ dạ. đâu có phải là Ngụy. Dạ. Cho nên người ta thấy nhẹ nhàng lắm, đa số dạ. như thế. Nhưng mà những người Ngụy là những người cỡ như Phan Huy Lê kia, còn vì quát gì mới gọi là Ngụy. À. Chứ còn cái cỡ nay mà cỡ sĩ quan cái từ thiếu tá rồi xuống cũng chưa hẳn là Ngụy đâu. Dạ. Đa số là bị bắt. Bác cho em hỏi một chút. Cái thứ hai tôi nói với dạ. chị là các anh miền Bắc á, những anh mà kể cả những ông giáo sư ổng cũng chưa hình dung nó được cái cuộc sống của miền Nam. Dạ. Cái đấu tranh của miền Nam như thế nào. Dạ. Mà chỉ nghe sách vở mà tôi nghĩ những ông đó nghe trên mạng là nhiều hơn là nghe cái tiếng lòng, cái tâm tư của người dân ở miền Nam đây đó. À, họ nói trên trời dưới đất mà toàn là theo cái luận điệu của những người chống cộng cực đoan ở bên kia hết chứ đâu phải trong nước như thế. Tôi nói họ anh chị về dưới cái làng quê đây mình nói như thế, họ đuổi đi đấy. Họ đuổi đi đấy, bởi vì họ đổ máu xương để họ có cuộc sống hôm nay. Họ vợ người như thế, còn một vài ba người mà anh cứ nghe một vài ba người đó để rồi anh khái quát lên cái miền Nam là như thế là không đúng. Họ không hiểu gì về miền Nam, kể có mỗi ông giáo sư mà lên VTV1 á nó cũng trật lắc luôn. Đã. Không hiểu gì cái miền Nam này hết. Nó thêm cái gì cái đó. Bạn đã nghe thấy rồi đấy, rất rõ ràng rành mạch cả về quan điểm cũng như là những cái chứng cứ để đưa ra. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là cần nhiều hơn nữa những ý kiến của những người dân trong cuộc sống. Và tất nhiên là những giáo sư nào đó ở đâu đó thì họ có quyền nghiên cứu, có quyền viết, nhưng mà không thể đại diện hay thay mặt cho nhân dân miền Nam. Vâng, họ không thể đại diện hay là thay mặt cho nhân dân miền Nam để nói, đúng không anh? Để nói về một cái thời kỳ mà nhân dân miền Nam đã đổ máu, đổ xương, đã quật cường chiến đấu để giành lấy một cái ngày hôm nay. Chúng ta có thể đi khắp từ Nam ra Bắc, đi từ Bắc vào Nam, đi từ mũi Cà Mau mà đến địa đầu Móng Cái. Họ không đủ tư cách, họ không đủ tư cách. Các bác nghe thấy rồi đấy. Và bác Trần Xuân Quang thì là một người không phải lực lượng thứ ba, không phải cộng sản, cũng không phải là cộng hòa. Bác ấy là một người dân bình thường. Một người dân bình thường. Và khi đấy thì chỉ biết học thôi, học cho đến lúc giải phóng. Và bác cũng vừa chia sẻ quan điểm xong, nhưng đó là tôi cho đấy là một quan điểm mà rất đúng đắn và có thể là quan điểm đại diện cho đại đa số người dân miền Nam trong cái suốt một cái cuộc hành trình mà đi cho đến đây, đến bây giờ là dừng lại ở cái đất Tam Kỳ này, mới có từ chiều hôm qua đến nay. Nhưng mà những cái ý kiến của những người con sống ở cái vùng đất mà như chúng ta đã biết là nơi mà Mỹ đổ quân đến đầu tiên, đổ quân vào Việt Nam đầu tiên, và cũng là nơi mà có cái căn cứ Chu Lai là căn cứ quân sự của Mỹ mạnh nhất ở Việt Nam. Thì những cái người dân, nếu người ta yêu Mỹ thì người ta đã là người đi theo Mỹ và ủng hộ Mỹ thật tình. Nhưng ở đây thì chúng ta đi và gặp đấy, chỉ có 7 nóc nhà nhưng có tới 6 liệt sĩ. Thì những người như vậy họ không thể nào chấp nhận cái lý luận mà các ngài giáo sư đưa ra được. Không biết là em nói như vậy thì có cái gì là chưa được, cần phải sửa không ạ? Không, thực ra như chị nói như thế hoàn toàn chính xác. Bởi vì đối với người dân, đa đại bộ phận nhân dân là họ không quan tâm chuyện đó đâu. Dạ. Mà nói xin lỗi với đó chẳng là tiếng nói lạc lõng thôi. Dạ. Không ai chấp nhận đâu. Dạ. Bởi vì họ có kiến thức lịch sử nhưng chưa chẳng họ có tâm tình lịch sử đâu. Dạ. Họ chưa có cái tâm hồn lịch sử đâu. Dạ. Họ không sống được, họ không đổ máu, họ có thể họ là cái những gia đình ở được cái diễm phúc là được ăn được học đi nơi đến chốn, họ có một số kiến thức. Dạ. Về lịch sử hay kiến thức này hết, nhưng mà chưa chắc gì họ có được cái mồ hôi nước mắt, họ có thể họ chưa chứng kiến nữa kìa. Dạ. Cho nên họ nói đó là nó rất lật.
cho nên là không ai chấp nhận được đâu, nhưng mà họ nói là có quyền của họ thôi. Em cũng xin thưa với anh là như thế này, cái giai đoạn ngày đấy mà những người bây giờ là giáo sư ấy, thì giai đoạn đấy thì ở ngoài miền Bắc, mặc dù là cũng phải chịu những cái trận oanh tạc của máy bay Mỹ, rồi thì thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, và những người phụ nữ thì vừa vai khoác súng trường mà vẫn đi cấy. Thế nhưng mà nhà nước cũng đã rất là ưu ái cho những người trí thức. Học đại học thì không mất tiền, không tiền học phí, được nuôi hoàn toàn. Chúng em cứ nói là đi học nhưng có người hầu đấy. Bởi vì là học xong thì đi xuống nhà bếp ăn, là cơm nhà nước nấu rồi, có người phục vụ, ăn xong không phải rửa, nồi niêu họ lại dọn và đi về thôi. Quần áo thì được nhà nước cấp tem phiếu, mỗi năm là được 5 mét vải, tất nhiên là ít thôi. Nhưng mà thực ra đó là một cái sự cố gắng rất lớn của nhà nước để ưu đãi nhân tài. Và đặc biệt những người giỏi thì còn được lựa chọn để đưa đi du học ở nước ngoài. Ngày đấy thì mình có cái phe xã hội chủ nghĩa, thì các nước anh em lại nuôi bao những người đó, và họ còn sướng hơn những người ở trong nước. Vậy là thay vì phải đi vào chiến trận để chiến đấu, thì những người trí thức của chúng ta đã được hưởng một cái chế độ hơn hẳn. Thế nhưng đến bây giờ thì đại đa số những người trí thức đó đã trở thành những con người ưu tú và góp phần vào quản lý đất nước. Nhưng cũng không ít những người có những cái nhìn nhận em cho là cũng chưa xứng đáng với cái tiền mà nhân dân đã nuôi dưỡng họ. Anh thì thấy rằng là khi đi học thì chắc anh đi học thì sẽ không được cái chế độ ưu ái như là ở ngoài Bắc đâu. Tôi thì cực lắm chị. Dạ. Tôi phải đi kèm, tôi làm gia sư. Dạ. Kèm không có thiếu cái lớp nào, từ lớp 1 cho lên lớp giống bây giờ đấy ạ, giống bây giờ đấy. Để có cơ mà đi học. Dạ. À. Ngày đấy là các nhà thì được lắm. Tức là ký túc xá. Sinh viên mà mặc cái quần tivi mà, cái quần phải mỏng, cái phía sau nó còn có hai tivi mà. Quần tivi thì đúng là bọn em cũng mặc đấy. Hồi, nhưng nghĩ lại thì hồi đấy là tôi cũng có một cái vài cái quần thôi mà thay qua thay lại đó thôi. Mà cũng đấy thì chứ không phải là chỉ có một cái con số anh này, con quân chức rồi làm trong quân đội này, làm trong hội đồng xã, hội đồng quận này, rồi mà cấp cũng cấp lớp lớn chứ, cái cấp mà thiếu quý để xuống thì cũng đời sống cũng không khổ lắm chứ. Dạ. Không có cái gì đâu. Dạ. Hả? Chứ gì? Anh Quang là trưởng thành trong một cái nhà mà lao động chân tay thật sự. Dạ. Nghĩa là phải làm bằng tay. Dạ. Phải làm rồi mới có ăn được, chứ còn không làm là không có được. Dạ. Vì nông dân mà. Dạ. Ở đây là vùng mình là vùng nông dân mà dạ. Chủ yếu là kho thật sáng, tức là gọi đây được gọi là kho sim á, vậy sống lớn lên bằng sáng, bằng mắm cái tức là mắm nêm á. Đa số là như thế. Vâng, chứ có ai là cho nên cái đời sống bao cấp, hắn chỉ là một cái móng tay chưa tới một phần ngàn của cái thời trước á, thời trước 65 anh ấy, trước năm 65, trước khi Mỹ đổ bộ qua đây á, là họ sống nghĩa là cái bao cấp còn sướng gấp ngàn lần cái mình không bao cấp là người ta nói như thế đó, nhưng còn sướng gấp ngàn lần cái thời lom lũ tối tăm của người nông dân ở vùng nông thôn này. Nhưng từ 65 tới đây chị biết tại đâu đó không? Mỹ nó đổ bộ qua, có gần cả mấy trăm ngàn quân, hậu cần quân sự nó quá lớn. Nó đổ thì hộp, sắt, thép, quấn ép rồi đổ ra, rồi người ta bước lấy lại là tận dụng cái đó, người ta làm nhà, rồi tự nhiên hư đời sống vậy, hư bắt đầu hư có tí thì thôi. Cái đó nó cũng chỉ ở quanh cái vùng mà rồi, cũng sang cái đô thị đây thôi, chứ còn vùng toàn bộ nông thôn thì đều hưu cô quạnh hết chứ. Nhưng bây giờ thì như các bạn, các cư dân trên mạng ấy thì thấy đấy, họ nói là cái nước Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa giàu có lắm, cho nên là miền Bắc phải vào xâm chiếm, cướp để đem của về miền Nam. Và cái câu chuyện của những người dân hôm nay thì có lẽ là mỗi người tự rút ra được một cái kết luận cho mình. Cháu rất là cảm ơn bác, một lần nữa là cảm ơn chú Lê Duy Ninh, cảm ơn anh Trần Xuân Quang đã có những cái ý kiến và những cái chia sẻ, có thể gọi là những chia sẻ rất là quý báu của người trong cuộc, của nhân chứng, để cho khán giả Uyên Uyên Việt Nam chống quyết liệt hơn nữa, chứ còn chậm quá, có những vụ quá chậm. Dạ. Mà chưa quyết liệt. Dạ. Chưa quyết liệt. Dạ. Có mới
mới mượn mờn thôi chứ chưa. Những người nông dân của chúng ta bây giờ là như bác Trần Xuân Quang thì là trí thức, và như là anh này cũng bác này cũng trí thức đây, Lê Duy Ninh thì đọc hết toàn Lê Ninh toàn đọc rồi chị, vẫn ở trong một cái vùng nông dân, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là những người nông dân có chữ thì đều có một cái ý kiến rất sốt ruột, đó là về cái công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư. Thì thưa chú và thưa anh, thực ra thì tất cả mọi cái gọi là dục tốc bất đạt, tức là cũng đều phải từ từ, bởi vì có thể là trong cái việc này thì không thể gọi là bắt nhầm hơn bỏ sót được, mà phải rất cẩn trọng. Và em thì em cũng hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt, và chỉ cần cái tâm sáng thì làm việc sẽ tốt, và dù là chậm chúng ta cũng vẫn có thể chờ đợi được, miễn là có hiệu quả. Thế và hy vọng rằng lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy. Đấy là câu nói mà đem lại hy vọng cho em, và hy vọng là chú và anh cũng đồng ý như vậy. Rất là cảm ơn chú và anh đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Xin chào Thắng Lợi. Dạ. Anh ạ, chú ơi. Chú, cầm tay chú. Chờ nói sao rồi cái đồng chí Lê Duy Ninh chứ không phải lính ngụy nữa đâu nghe. Tôi nói với anh Đông rồi. Tôi cái này là tôi không ngờ. Chứ còn tôi thì thấy là nó khó lắm. Không khó chứ anh nói trường, được rồi. Trường mặt ra đó. Trung dung. Trường mặt gì? Nhất là bạn bè đừng nó thấy ở trên mọi người. Ví dụ. Chị đó anh, sợi chị anh. Mình tôi thì tôi chỉ nói công bằng thôi. Mình ấy mà. Mình...